tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần." Sứ giả tin mừng. Đức Giáo hoàng Pio đệ nhị nói với các vị thừa sai sắp đi truyền giáo tại Bắc Cực: "Nếu trên đó chỉ có một người cần được rao giảng phúc âm, thì cũng đủ lý do để các con ra đi." Lời Chúa hôm nay phác họa chân dung người sứ giả tin mừng. Với tinh thần khó nghèo, họ đem bình an đến cho mọi người và loan báo nước Chúa đã đến gần. Khi đi rao giảng, Đức Giêsu muốn các môn đệ phải dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, chứ không cậy vào tiền bạc và sức riêng. Với ơn Chúa, người môn đệ sẽ chu toàn sứ vụ của họ. Khi rao giảng tin mừng, các môn đệ đem đến cho mọi người sự bình an đích thực của Chúa, xóa tan mọi nỗi lo âu, loại trừ chia rẽ, hận thù, làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Đức Kitô, thành con cái Thiên Chúa và trở nên anh em một nhà. Khi ấy, nước trời sẽ hiện diện sống động ngay trên trần gian này. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hăng say thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng với tinh thần phó thác.